Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của bác sĩ Huy Vũ Phương Đông. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ để cho anh chị đến cái tất cả các cái loại vaccine mà con gà trong khoảng 30 ngày tuổi trở về sẽ cần phải làm. Thì hôm nay cũng trùng hợp đây là bác sĩ đang đứng ở cái đàn gà là 33 ngày tuổi, thì hơn 30 ngày thì nó cũng vừa mới kết thúc với các cái đợt vaccine cơ bản, các loại vaccine cơ bản của vòng đời ăn gà thì đối với con gà này thì xin nói qua các bạn một điều đó là kiến <laughs> địch vaccine từ không ngày tuổi chơi 30 ngày tuổi mà để đầy đủ nhất thì hôm nay tôi sẽ xin chia sẻ đến anh chị cái quy trình làm vaccine quy trình làm các cái loại vaccine ở trong cái giai đoạn gà trong giai đoạn úm dưới 30 ngày <laughs> đầu tiên đầu tiên là vaccine cái loại mà anh chị khỏe làm mà nhà nó đã làm cho anh chị hết rồi đây xin vaccine vắc vaccine Mazec thì con gà vừa đẻ vừa nở ra, khỏi, ra khỏi quả trứng khô nông cái người ta tiêm cho anh chị rồi nên cái này không cần phải quan tâm thứ hai tiếp theo đó là 3 đến 5, ngày tuổi thì anh chị nên làm Nasota đấy 3 đến 5, ngày tuổi thì làm Nasota còn vắc uh, vaccine tiếp theo là 8 đến 10 ngày thì anh chị nên kết hợp cho tôi là nhỏ vaccine uh, Gumboro và chủng đậu <laughs> chủng vaccine đậu tức là chọc cánh đấy ạ còn đến 15 ngày mấy năm ngày anh chị nhắc lại cho tôi cái na cái cái cái, cái nasotan lần 2 hoặc cái new đến 20 ngày tuổi thì lại tiếp tục làm gum lần 2 và nhắc lại gum lần 2 hai năm ngày chờ từ hai năm ngày đến 30 ngày thì cứ anh chị cứ xem cho tôi là cái gì rảnh là chúng ta làm người đấy cũng được chúng ta sẽ làm hai loại cuối cùng đó là vaccine uh, inT và vaccine uh, <laughs> APV là hai loại vaccine uh, trên cái 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 Đấu hấp gây bệnh hen INT và APV là hai cái loại gây trên hô hấp và trên vùng đầu mặt <laughs> thì trong khoảng 20 đến 30 ngày thì anh chị cứ bố trí sắp xếp được ngày nào làm ngày đấy còn ngoài 30 ngày ra thì nó sẽ có những loại vaccine như thế nào anh chị có thể thấy là con gà này là con gà đã 33 ba ba ngày rồi và tôi đang hướng dẫn chủ trại là mai ngày kia là sẽ tiêm một liều vaccine cúm phòng cúm <laughs> nếu như mà anh chị nên theo dõi là xem là ví dụ như cái khu vực mình chăn nuôi là hay mắc chủng cúm gì thì anh chị nên tiêm chủng cúm đấy ví dụ như ở vùng Chí Ninh Hải Dương này là mấy năm gần đây là chỉ mắc chủng H9 thôi thì tôi hướng dẫn cho người ta tiêm H9 thì tầm khoảng 3, 3, 3 năm ngày là tiêm một mũi rồi đến 50 ngày tiêm một thêm một mũi nhắc lại đó là an toàn và có những nơi người ta tiêm sớm hơn đấy là người ta xen kẽ vào luôn trong cái giai đoạn là 10 năm đến 20 ngày đấy người ta xen kẽ luôn vaccine tiêm ở đấy <laughs> như vậy cũng được thôi thì nèo sẽ rút gọn nèo đi nó sẽ rẻ tiền đấy <laughs> còn không thì cứ theo quy trình là 33 đến 35 ngày tiêm một mũi đầu tiên phòng cúm đã xong đến 50 ngày tiêm mũi thứ hai đấy thì về cái quy trình vaccine thì nó sẽ như vậy và anh chị có thể thấy con gà trong 33 ngày tuổi trở về như này là cũng đã đạt tiêu chuẩn rồi, đạt yêu cầu rồi. <laughs> để chăn nuôi thích hợp, chăn nuôi mà đạt hiệu quả cao ấy, thì anh chị nên chăn cái con gà có chất lượng nhà nò ra chất lượng tốt thì nó sẽ thích hợp cho chăn nuôi sau này, phù hợp để chăn nuôi. đấy. <laughs> còn về chuồng trại như này, đã, nó đã đủ tiêu chuẩn. Đấy, thì đối với cái giai đoạn bệnh của ba ba ngày tuổi trở về như này ấy, thì con gà sẽ mắc tập trung mắc rất nhiều bệnh về đường tiêu hóa ở trong cái giai đoạn gà non này có thể kể đến các bệnh như coli salmonella cầu trùng và đầu đen thì bốn cái bệnh như vậy là nó luôn luôn song hành với nhau một khi mắc một bệnh nó sẽ mắc các bệnh tiếp theo Chứ bây giờ bệnh nó không bao giờ mắc đơn lẻ cả như đàn này thì cũng đợt 20 ngày tuổi là dính cầu trùng ghép với viêm ruột <laughs> viêm ruột do e coli ấy đấy dính cầu trùng ghép viêm ruột nên là cũng nó chậm mất một ngày hai ngày phát triển vì dùng kháng sinh các anh chị cứ tính cho tôi ba ngày dùng kháng sinh thì sẽ mất hai ngày phát triển đấy nên là cái đàn này nó cũng đáng nhẽ là hôm nay phải tính ngày thứ nó mà mờ, mờ, mờ đẹp thì nó phải thêm khoảng một nạ một con rồi nhưng mà vấn đề là cái đợt vừa rồi nó nó đánh thuốc mất từ mấy ngày. <laughs> đánh kháng sinh mất mấy ngày nên nó cũng chột con gà đi. Đấy như anh chị có thể thấy là sau một cái đợt thuốc thì phân vụn nó cũng đẹp rồi. Đây, ví dụ như phân đây. Phân là cũng trở lại ổn định rồi, chứ không còn tuét teo máu tươi hay là ra nước ra cái nữa. <laughs> phân cũng đẹp và chân thì cũng mềm cũng mập trở lại rồi. Đấy. Như chú ý với anh chị là cái giai đoạn này Tuy con gà đã hết giai đoạn úm Đã cắt uh, giai đoạn úm rồi Nhưng nó vẫn có thể mắc thương hàn Nếu như uh, những cái hôm trời lạnh quá Bởi vì mùa đông rồi Thì anh chị nên uh, hôm nào buổi tối Buổi tối uh, chờ mùa này Thì cũng nên uh, hạ cái bạt xuống cho ấm Nó không mất nhiệt <laughs> Để tránh cái tình trạng thương hàn Không nên chủ quan Dù là gà đã qua giai đoạn úm